nhưng mà con này nó ở nước mặn. Dạ, đây là một con cá rô phi chiên sống ở nước mặn ạ. Cá này hiếm không bạn? Hiếm, giờ hiếm à. Ồ, cá này bây giờ rất là hiếm. Nhờ Quan Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ thì con mới cứu được những con cá hiếm trong tự nhiên đây ạ. Để show ra cho quý vị xem. Dạ. Đó, xin hãy nhấn một like cho cá rô phi nước mặn. Một like để ủng hộ cá rô phi nước mặn, đừng ai ăn thịt ạ. Tại bởi vì ở đây những anh đi bắt họ rất là rành, con nào hiếm thì họ nói hiếm để mình biết, mình bớt ăn nó lại. Dạ, cho nó về tự nhiên để nó còn sinh sản. Giữ được cái con cá đó. Dạ. Đó là rác nhiều quá, cá không vô, nó thấy đường á ha. Với lại nước, nước này mấy bữa nay nước ngập qua cái lưới này. Chắc nó ra được. Ủa con còn gì dính trong lưới vậy? Đối. Cá đối con á hả? Dạ. Nó nhỏ. Ok. Rồi anh ấy tốt quá, cứu luôn. Này cá đối con ở đây ha. Trời ơi dễ thương luôn. Rồi về tự nhiên nha. Con nó chắc chắn sống á. Đâu san hô đâu. Giống giống như rong. Dạ. Nó có nhiều loại lắm. Ừ, san hô có nhiều loại lắm. Ok. Thêm một em cá măng nữa. Sống nổi không? Dạ, cá măng như vậy là sống không nổi thưa quý vị. Ok, sống nổi rồi, đi luôn. Rất khỏe mạnh. Rồi, cảm ơn các bạn hỗ trợ nha. Thiên nhiên quá là đẹp đúng không?